Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách trồng trên những đất mà xấu, đất cát, thậm chí là các bạn trồng những nơi mà trên nền nhà cũng được các bạn. Thì đây mình sẽ sử dụng phương pháp này. Thì đây là thân cây chuối. Thân cây chuối này thì bản thân của nó thì rất nhiều dinh dưỡng. Thì clip trước mình đã chia sẻ là trồng đứng bằng tháp rồi. Thì clip này mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ là thì các bạn tận dụng cái cây chuối này. Cây chuối này nó đã mục rồi nha các bạn. Đây trên đây có cả con trùng ở đây. Ở đây mình sẽ sử dụng cái biện pháp trồng trên thân cái này. Rồi giờ mình sẽ tiến hành nha các bạn. Đây những loại rau mình mới mua về đây. Thì mình cũng tiến hành trồng như những loại cây khác thôi các bạn. Đây, đối với mình trồng rau này đây. Thì các bạn sử dụng một cái con dao rạch một đường rồi banh ra thôi. Cái chuối mục thì rất là dễ nha các bạn. Rồi mình đặt cái cây này vào đây. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Chỉ cần đặt vậy thôi, không cần chèn gì hết nha. Rồi mình sẽ tiến hành làm hết cho các bạn. Rồi mình canh khoảng cách thôi, mình rạch ra. Mình cứ rạch ra rồi mình móc cái lỗ thôi. Vì chuối mục rồi cho nên là bỏ vào đây thì cái cây sẽ sử dụng được ngay. Với cái phương pháp này thì những cái vùng mà khô, vùng khô, vùng nóng thì các bạn sử dụng tốt nhé. Rồi mình đã trồng xong một cái hàng như vậy rồi. Thì cây chuối các bạn cứ đặt ở trên nền đất thôi nha, không cần đào gì hết. Đây là một hàng đây rồi xong. Thì sau đó các bạn sử dụng cái đất cái bên này, mình sẽ cào tấp vào trong gốc, tấp vào trong cái chuối này. Thì nếu mà các bạn ở vùng cát hoặc là những cái vùng mà đất mà xấu á, thì các bạn cũng sử dụng cái biện pháp gì nha. Tấp này mục đích là mình giữ ẩm thôi, mình không giữ ẩm cho cái thân cái chuối thôi. Mà các bạn nhớ là sử dụng những cái chuối nó đã mục rồi nha các bạn. Thì cái phương pháp này sử dụng thì rất là hiệu quả. Rồi giờ mình sẽ tấp vô nha. Rồi các bạn sử dụng cái cuốc á, cào kéo, mình kéo lên, kéo hai bên nó lên. Ở đây thì mình đất xấu các bạn, còn các bạn có cát hay gì kéo lên cũng được. Cái thành phần này là chủ yếu mình giữ ẩm thôi nha. Chứ thân chuối chính là cái cung cấp dinh dưỡng. Rồi mình kéo lên rồi đây. Bây giờ mình sử dụng tưới nước thôi các bạn, sử dụng biện pháp tưới nước, tưới đậm các bạn, tưới thật đậm. Cái thời điểm mình trồng tốt nhất là buổi chiều mát nha các bạn. Vì qua một đêm nữa thì cây nó sẽ rất là cứng cáp cho cái buổi sớm mai. Các bạn cố gắng trồng buổi chiều mát thì nó sẽ tốt hơn. Buổi sáng sớm thì nó sẽ gặp một cái ngày rất là nắng. Nên mình phải sử dụng cái biện pháp che. Rồi đây, tưới xong. Rồi tiếp tục nha, mình tận dụng cái lá của cái chuối đây. Thì mình sẽ che phủ hai bên. Mục đích của công việc này làm gì? Để tránh cho bốc thoát hơi nước. Những các vùng các bạn mà nóng hoặc là vùng cát rồi, các bạn sử dụng biện pháp này rất là tốt nha. Đất cát pha rồi sử dụng biện pháp này rất tốt. Thì hàng năm thì nó sẽ cung cấp thêm dinh dưỡng lại cho đất nha. Ngoài ra đây là môi trường rất là tốt để trùng phát triển các bạn. Rồi mình che vậy thôi, mình che hai bên vậy thôi. Rồi vậy là các bạn đã có một cái clip rau mong muốn nha. Biện pháp này sử dụng cho những cái vùng mà đất cằn cỗi xấu nha, hoặc là không giữ nước được, thì các bạn làm cái này rất là tốt, cải thiện được đất đai nha các bạn.
Rồi, xin chào các bạn nha.